Gửi lời chào tháng 12, tháng cuối cùng khép lại 2023. Tháng 12 đón tôi bằng một cơn mưa và gió lạnh. Một năm mới lại sắp tới nữa rồi. Mọi điều mệt mỏi xin gửi lại những ngày cũ. Chào đón tháng mới thật bình an. Chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong tháng 12 nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ thế giới này. Không nhanh không chậm, chúng ta đã đi đến tận đây rồi. Hai chữ cuối cùng thật khiến người ta hụt hẫng phải không? 11 tháng qua bạn ổn chứ? Có khi nào bạn muốn bỏ cuộc? Có khi nào bạn thấy tủi thân muốn trốn đi thật xa? Hay có những lúc mệt mỏi, tưởng như không thể cố gắng nổi nữa? Tháng cuối cùng của năm này, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ ổn. Chỉ cần khỏe mạnh thôi, bình an thôi. Những thứ khác kiếm sao cũng được. Mong cho tất cả chúng ta cuối năm này sẽ thực hiện được nốt những điều còn dang dở. Sẽ gặp được người khiến tim mình đập thật mạnh. Sẽ có một khoản tiền vừa đủ để lo cho cái Tết sum vầy. Sẽ biết buông bỏ những cái cũ. Sẽ biết trân trọng những người còn cạnh bên. Một năm mới lại sắp tới. Mỗi điều mệt mỏi sẽ gửi lại hết những ngày cũ tháng 12 này. Hứa với mình rằng bạn sẽ ổn nhé. Và nếu được, hãy cho người mình thương một cơ hội để thế giới này vơi bớt đi cô đơn.